Ờ, chào anh em nhá. Mày quay cái gì đấy? Mày vlog. Hôm nay anh làm gì có gì quay vlog đâu. Thế mày đéo hiểu sao được rồi. Sao mày lại cười anh? Sao bọn này đéo hiểu sao công ty với nhau cười mình đéo hiểu. Hello các bạn, đã quay trở lại kênh của Xin Kẹo nhá. Bây giờ là 1:22 rồi, những thằng em của tôi nó chuyên ngủ dậy muộn nên tôi sẽ xem là chúng nó có còn ngủ hay không. Nếu mà chúng nó còn ngủ thì các bạn phải mở nhạc luôn các bạn, được không? Thế mẹ, 1:22 rồi vẫn đang còn ngủ à? Nào anh em nhé, bây giờ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi ăn cứt. Anh em hiểu không? Sau một ngày chỉ có làm thì mới có ăn. Rap chậm thôi mà cần nót sang đây là phải tháp tận nơi, cần nó phải lưỡi nhớ các dân chơi, bây giờ nghỉ đê cho nên tăng nguyên. Bây giờ quá nhìn kiểu mẹ ta thiếu hiểu sao? Tăng hai. Two hours later. Sao mà tầm tuổi này mẹ mày núi rồi, ôi đẹp trai sáng ngời như này đều có người yêu, ôi tôi ạ. Thôi em chỗ anh em, anh có làm gì đâu, vút ve em nhỉ. Ôi, anh đi ra cho em chơi game nào. Hai đang bắn nhau. Ô, em chết bây giờ. Không phải, nhá. Im rồi, yêu. Đang ấn bắn đây đúng không anh? Im mà anh từ từ đang bắn nhau. Chứ nó nghiện game phải nó đéo quan tâm tôi nói gì đâu không ạ? À, thế á. Gì chứ anh? Có tay à? Em ngủ đã không được ngủ rồi, anh còn thôi. Dạ, nghiện không em? Ô, xem cái gì ấy? Cái gì đây? Tay không chống phóng lợn á? Dở ơi, ai xem cái đấy? Ồ, nghiện không em? Cái mùi này sợ. Nghiện không em? Không. Bóp vai nhá, ảnh đấy bóp vai em nhá. Ui da. Mẹ. Ôi, trời. Ôi, tình cảm anh em lại đi xuống bây giờ, em. Má, buồn ngủ. Ngủ ai cái đấy nhỉ? Mày xí bị làm sao? Xí đâu, cứ phát biểu không có ngủ. Ngáo ấy, thức cả đêm. Thức cả đêm mà không ngủ được. Trời xe tay cái yêu à? Mình yên rồi. Xí ai yêu. Mấy chơi game được lắm. Xí ai yêu. Mày xí đâu rồi? Cái gì? Ngủ rồi. Này, cái gì? Giờ. Cái hôm nay cho mình. Cả hai bay trêu anh em mình. Bây giờ nghĩ cách trêu lại đi. Hợp lý nhỉ? Ông đang ngủ. Trôn lại đang ngủ à? Đang ngủ về phòng ấy. Thế mà trôn kiểu gì? Bây giờ nhá. Coi có cái gì trôn kìa. Không, được, đi qua phòng đi coi. Mà sợ trôn ngủ thôi. Ngủ rồi, tầm nay ngủ rồi, ngủ như chết rồi. Ừ. Tầm nay vẫn ngủ. Qua xe vừa ngủ chưa rồi trôn. Đi, qua đi. Qua ngủ chưa rồi, qua trôn. Cả đời luôn. À đúng. Mua gà rác, mua gà rác. Ngủ say rồi, ngủ say rồi, ngủ gà rác mua. Áo gà rác hay chạy gà rác hả? Chúng mẹ lên tạo. Nhìn mặt hờm em. Em thương anh nhất mà. Đây, đây có cái kéo này. Đầu ổn xấu á, cắt mẹ cái đầu ổn đi. Nhìn hai cánh xấu hết. Hay là em giúp anh cắt tóc cho bắt ra nhá. Bây giờ nha. Ui, nhân nhẹ nó tóc. Tóc như đường chủ anh mình cắt luôn nhờ. Ừ. Thôi đi không? Nhà điện cho cái kia bao nhiêu? Cắt miếng. Sợ đập ấy. Ê, hao mà điện kìa, bẩn điện đây. Xem cái gì chứ. Cái gì bẩn đẹp gì? Nè, có sống gì? Cái gì? Có sống trang điểm nhớ. Thì cái này môi mặt em cho thẳng. Bẩn lưng. Ừ, như con lợn này sợ. Ê, xí. Một YouTuber mang 1 triệu tạo sắp căn phòng như cầu chuối. Sợ một lần quá anh ơi. Tắt. Cười. Cười. Cười.
nhân tiện đầu như ông chủ anh đã gọi luôn nhỉ. Các người nào, các bạn xin lỗi. Các bạn xin lỗi. Em cắt tóc cho anh nhé. Don't get lost, when I'm on the way this time. Cold, I wanna be keeping you warm. I got the right. Years later. Hello anh em nhá. Ồ. Ồ, chào anh em nhá. Mày quay cái gì đấy? Mày vlog. Hôm nay anh làm gì có gì quay vlog đâu. Thế mày đéo hiểu sao thử rồi. Sao mày lại cười anh? Giờ bọn này đéo hiểu sao công ty nhau cười mình đéo hiểu. Mày chưa đuổi anh đúng không? Không. Mày chưa đuổi anh đúng không? Không. Sao mày quay anh? Em quay vlog. Tao bảo mày quay vlog. Đúng anh. À thằng Thứ Anh đúng không? Anh ra ở mặt em tí xử lý nó. Đéo trôi. À. Mày phải đi lấy cái bông tiệc trang. Đúng không? Tí chẳng nó. Còn dính tóc của anh lên, chúng ta đi.